không ai đã lên trời ngoại trừ con người, đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Kính chào bà và anh chị em, hôm nay là ngày 14 tháng 9, và ngày 14 tháng 9 hàng năm, giáo hội mừng lễ suy tôn thánh giá. Lịch sử ban đầu của ngày lễ này đó là nhớ biến cố người ta xây dựng một đền thờ ở đồi Can Vê. Và ngày 14 tháng 9 năm 326 được coi là ngày mà người ta tìm ra cây thập giá mà chính Chúa Giêsu đã chịu treo trên đó. Tuy nhiên, ngày nay khi mừng lễ suy tôn thánh giá, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lên thánh giá nơi đóng đinh Chúa Giêsu, vì Thiên Chúa là người để cứu độ chúng ta. Ngày lễ này không phải là một ngày lễ buồn sầu, không phải là một sự thất vọng, nhưng là ngày lễ của vinh quang, thập giá của vinh quang, thập giá của chiến thắng. Như trong bài đọc mà thánh lễ hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe, Đức Giêsu Kitô, Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết treo trên thập giá. Và chính vì đó, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban mọi danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi vừa nghe thấy danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất phải bái lạy Ngài. Đó là bài đọc thứ nhất, thư của thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philip. Và kính thưa bà và anh chị em, khi chúng ta nhìn lên, ngước nhìn lên thánh giá Giêsu, đó là ngước nhìn lên sự vinh quang, sự chiến thắng nơi Đức Giêsu Kitô Ngài đã bước vào. Vinh quang của ta là thánh giá Đức Giêsu, nơi người ơn cứu độ của ta, sự phục sinh của ta. Vâng, kính thương bà và anh chị em, chúng ta suy tôn thánh giá không phải là mấy cái thánh giá mà cô ca sĩ, cô người mẫu, rồi là các chàng trai, các thiếu nữ đeo để trang sức, để làm đẹp. Nhưng ở đây suy tôn thánh giá mà nơi đó có Chúa Giêsu ở trên. Suy tôn thánh giá đó là suy tôn Đức Giêsu Kitô, Ngài là Thiên Chúa làm người trên thánh giá. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu độ mỗi người chúng ta. Thánh giá bây giờ không còn là sự thất vọng, không còn là một hình phạt mà người Roma dành cho con người, những người phạm tội thời đó. Nhưng thánh giá giờ đây, Chúa Giêsu đã đóng đinh trên đó và Ngài đã chiến thắng, thì thánh giá trở nên biểu tượng của vinh quang, biểu tượng của chiến thắng, biểu tượng của niềm vui và tin mừng cho những ai đón nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình. Xin cho mỗi người chúng ta cảm thấy vinh dự bởi vì chúng ta là Kitô hữu, hàng ngày chúng ta vẫn ghi trên mình dấu thánh giá của Chúa Giêsu, dấu của ơn cứu độ, của chiến thắng vinh quang. Xin cảm ơn bà và chị em.